Quần đó cũng quần mới luôn, em mua áo không phải kiểu mới, mua về cho anh Sơn mà không vừa, tự nhiên cũng sai đó là sao nó vừa mà em kiếm thằng đó hoài không đổi được. Bữa đó cái lên cái né rồi mình xuống đây là tính ra là hơn đường nửa đường đi Đà Lạt rồi. Nói chung là nói gọn mà đâu có hơn giờ đâu. Ai nè, ai mà sửa soạn thì chịu khó dậy sớm. Chị thôi đó là ai? Không biết. Dạ đừng nói ai. Tới giờ đi, đi bây giờ đỡ rồi. Giờ phải đỡ rồi, không có kéo dài. Trả tiền đi. Thôi được rồi. Nói gọn mà gia đình em á đó. Thôi được rồi. Gia đình em gọn nhất đó. Tới tiền vợ em vô mánh mà. Thì mai mốt đi Đà Lạt này. Ở trong nhà nên nó không có tên suy nghĩ. Để bữa này để tính nha. Mình gì đâu dành với thôi bỏ phiếu đi. Thôi rồi có nhiều người em ơi, em chạy đi Đà Lạt đi em. Hả? Em chạy Đà Lạt đi. Đúng rồi. Vậy bốc thăm đi. Đà Lạt cái thôi giờ giao bốc thăm đi vậy vậy ai. Nhà giờ mình sáng mai dậy sớm ăn sáng. Ăn sáng cái này rồi ăn mì. Thôi còn đi nào mình mai ăn cơm ốp la. Nó nghe nè, xong rồi lên đó ăn thì đói không đi chầu chầu thuê buổi chiều rồi đi chơi đâu về lại vậy. Được chân không? 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 Được chân xong rồi đổi chụp với ông từ nói mấy mấy bạn có hiếm lắm mới ấy là kỳ. Nè tụi mày uống ngủ vô không sao đi nè, để dưa uống nè. Vậy đi ha. Trời ơi út cái này toàn bọt không cho em thử cái gì vậy tiền tiền đi đề nghị nói này bọt dở lắm nha. Kiếm đâu kiếm của kem không sang bên phía chồng út mà trời ơi không đang gì đang nói chung cho hơi lạnh. Tối hôm qua thầy sẽ nói với mấy gì con cháu á, bà Tiến Minh Trần á, bà Tiến Minh Trần. Tươi lắm nha, 1, 2, 3. Đẹp quá.
kèn. Đi lại đồng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi bà biết rồi. Hả? Chén cơm cũng được. Để ăn miếng đi anh. Người ta nấu mà mình không ăn cũng tội nghiệp người ta ha. Ngon quá. Sáng giờ mua được đôi dép. Mới cho anh nữa nha chú. Trấn ơi. Mấy món gì chứ mà bây giờ mình nước gì dập không ha, làm dập dữ quá. Tối làm gì dính mà dập. Đây mới cho bà. Đúng không? Không phải lo. Đợi trẻ nó. Thầy ăn uống ngon rồi. Chú bỏ trái dưới đây. Đúng, vừa chút. Trời ơi, cái dĩa gì mà ngon quá vậy. Ủa dĩa coi con đây rồi. Ăn hết rồi hả? Trời ơi, nó ăn vậy lẹ vậy. Dâu dâu ngân đi tiêu lạnh này cho uống cái bệnh à. Ngon quá, chân bệnh ai. Cái bè sao nhìn chân con bự quá. Con hiền lắm. Cháu nó hiền lắm. Rồi đi dạy đi. Cuốn được tin sao? Chứ em giọng rồi nha, mỏi miệng.
Lúc đầu đó thì giống chủ nhà đúng rồi còn nữa. Như giống như chị Lãi là hoa quẹt không? Bữa nhìn vô là giống chị là em Út. À, cái quán tờ dép á, khi nào ở nhà về á, để ý ha. Là ở đó chạy thẳng tới một chút á, mà ba sát lên siêu thị á, nó để thành tờ dép lớn. Nó uống không bằng. Nó để cái hình tờ dép lớn luôn mà hỏi mấy người đó, người ta nói là cái gì chung hả? Một ca hai gì á. Ai là cái chung một bộ à. Cái chung chim nhắn hả? Cái vụ đó thay gì đó. Cái nó đi ra nó thay đồ đồ thì không biết mà không biết chứ. Để nhỏ vô. Rồi vậy cái phần bún này cái ăn luôn đi, cái vô làm chuyện. Mai ăn nữa mà, tại vô làm tới mai tới giữ ăn rồi. Trời, có tôm. Rồi, chung đi. Có tôm nè, chung đi. Nay giờ phải lắc đi. Lắc đi. Rồi, bỏ vô lắc lại. Rồi, lắc lại đi. Rồi đặt đi, đặt con gì? Đặt con gà. Đặt gà phải không? Ôi, trời ơi, có gà luôn. Rồi, có gà. Chú ăn vi xà đi. Vậy ăn đi, ăn miếng đi. Ôi, nó ăn được ăn từ nó. Nóng quá. Nóng cái tay rồi. Ủa đụng gì mà nóng rồi. Đụng cái tay nóng chứ. Thôi nha, nó giật á. Khỉ khỉ khỉ. Ê đau, đau. Để con tài nha. Tài thì để luôn. Mình ăn cái dựng con quay. Để đi. Có đầy đủ. Ăn cái gì chứ không lẽ quay lên ai có hình nó cưng ra ai cưng không ăn đâu. Mà toàn quay lúc em ăn người ta. Em phải đợi cái này mới được. Để đừng ấy thôi. Để ăn cái quay đi dạ. Dưới gì đây. Là đầu bếp đó ba mướn nhân viên từ Hàn Quốc về. Từ Dubai, đổi đi. Hàn Quốc nghèo quá. Vậy nói tiếng Dubai thì mới biết. Dubai hay là Dubai. Lâu lâu quá ở nhà hai vợ chồng nhiều khi á, đi ghi cũng không được. Cái lâu lâu mình phải hơi khùng khùng lên. Như là đang ở trong phòng. Cái lâu còn đã không mở ra nó bán được 2 ly. Được nhiêu tiền không? Ê, quên không phải khuyến mãi không lấy tiền. Cái này ngọt à? Cái gì cái hũ gì ngọt? Hãy cũng cầu ăn. Không, cho chị làm cỡ nào làm chị cũng tắm nha. Giống như có thể là tắm nhanh đó, tắm cái tắm sơ á. Nhưng mà phải tắm hết xong. Đó, hôi rồi, chết rồi. Không, rồi. Không tắm bị hôi vô. Mẹ có phải là mẹ mẹ con một tuần mới tắm một lần không biết không? Mẹ chưa á không? Sao ở trong phòng ba xí dầu không vậy? Chắc vậy. Con nặng cái nhân viên của ba này chơi xấu. À, vâng, kia nói thôi để về em tắm với em Sơn á. Ủa, ngày nào em cũng tắm. Rồi, diễn viên nào một tuần tắm lần đâu. Đây, nhân viên áo đỏ
Dạ. 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 Trước nói chuyện nhỏ lắm thôi, từ lúc buôn bán là phải nói lớn vậy đó. Trời ơi, biết sao có gì hả? Sao gì cái cơ gì kéo hay mệt rồi cô phải nói lưỡi tới hai lần là nói lớn quá. Đúng rồi, con quan sát như cái cốc luôn rồi. À, cái cốc của tôi rồi, nửa vậy để làm nha. Bỏ cái chút xíu dầu nào nè, cái ăn nè, cái mực nó mặn thật, cái mực nó mặn thật.